Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì em sẽ làm clip. Clip đó thì anh em mình nhớ lại hồi xưa mọi người nha. Bây giờ anh em mình sẽ làm chân nha mọi người nha. Mọi người thấy chân chưa? Đây anh em mình đây mọi người ạ. Đây, trong tay mình ăn đây mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ đi mọi người. Lấy cái cuốc đất nha mọi người. Để anh em mình làm chân mọi người. Đây, anh em mình đây mọi người ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đi nha. Mọi người ơi, thấy anh đây sập nhiều quá mọi người ạ. Đây. Đây luôn. Bây giờ Yên sẽ quay cho mọi người đi lấy nước nha mọi người. Đi múc nước nha. Đây, anh em mình chuẩn bị đi làm chân mọi người nha. Đây, chân này. Chân này xa lắm mọi người ạ, sâu lắm. Đây, mọi người nhìn chưa? Nhưng mà anh em mình chưa đi múc nước mọi người. Đây. Em Y Nhi đi múc nước đây mọi người ơi. Đầy hơn chứ. Hơn chứ. Xa lắm ạ. Lấy cái cuốc đất cuốc lại đấy. Cho nó đẹp anh em mình làm chân. Đây mọi người. Đây thấy chưa. Đây nhà ơi. Đó. Mình như là tụi mình hồi xưa mọi người. Đây anh em mình đây. Cả nhà ơi. Lấy đất bút đi. Đổ vào đây. Để nó trần tí. Lấy nước đi anh em. Đây. Nước bút. Mọi người đây. Đây thì rất là xưa. Rất là. Đây lắp lắp trời ơi. Đây Y Quỳnh này. Lấy nước bút đây. Rất là sâu mọi người nha. Bút đây nha. Đây. Nhà đó Y Nhi đang múc bút mọi người. Đây. Để bút này ăn ngon lắm này. Lại bút đây. Đặt bút đây mọi người. Đây. Thế này đưa vào đây nha. Đây. Anh đây đang cuốc đất mọi người nha. Để anh em mình làm chân mọi người. Đây. Ừ. Hôm nay nắng lắm nhỉ. Trời nắng. Nhưng mà hôm qua mưa to lắm cả nhà. Hôm nay thì anh em mình làm chân thôi. Làm chân đó mọi người nha. Đây. Y phép làm cho nó mọi người. Đẹp thì mình lên thì xuống thôi. Đó, chân nhanh hơn. Ừ, đúng rồi. Đây, mọi người. Hả? Sao đâu, đồ nước bún trước. Nước từ từ thôi. Nước sau, mình đổ sau. Đồ ở bên kia nha. Y Nhi nha. Dạ. Dễ năng à? Năng chứ. Đi từ từ thôi. Sợ rớt xuống ạ. Đây mọi người. Xa lắm mọi người. Đây. Nhìn Y Nhi đồ nha. Đây. Y Nhi ơi. Xa quá nhỉ. Xa quá mọi người ạ. Đôi đi. Đó mọi người thấy chưa. Đó Y Nhi đang đồ. Làm thư đi nhỉ. Thư đi. Đó mọi người thấy chưa? Ý nhỉ. Sương không nhỉ? Nhưng mà chưa xong nha mọi người. Tí này xong thì em sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây. Ừ. Nếu mình đổ nước nó chân mọi người. Anh em đây. Đi lại bùn. Đây mẹ Y Nhi lại đặt bùn. Mệt lắm các bạn ạ. Ừ, mệt chưa. Y Quỳnh đang đi múc nước mọi người. Để đồ vào chân đây mọi người nha. Đây Y Quỳnh đây. Cả nhà ơi. Đây đặt bùn đây. Bây giờ Yên sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây, Y Pep đang lấy đất bùn mọi người nha. Mình lấy đất bùn nha. Mọi người thấy chưa đây. Rất là xa mọi người ạ. Y Quỳnh đang đổ nước mọi người. Đổ vào cho anh em mình làm chân mọi người nha. Đây mọi người ạ. Nhìn nước nó ở ra đây. Đây. Cả nhà ơi, cho nó chân. Đây. Đưa đi.
Đây này mọi người. Ý Quỳnh làm thế đi Quỳnh. Mọi người nhìn thấy chưa? Sợ lắm, sợ lắm. Cả nhà. Đây mọi người, anh em mình đang lấy đợt bún mọi người nha. Đây. Bây giờ anh em mình quay cho mọi người xem nha. Đây. Đây. Mọi người thấy chưa? Anh em mình đu đợt bún nha mọi người. Đu vào đợt bún cho nó mình làm chân cho nó. Ra mọi người nha. Đây. Đây, Y Nhi đang đu đợt bún mọi người. Đây cả nhà. Chất là chân nha mọi người. Đây thì rất là chưa. Wow. Chưa đâu Y Nhi ơi, đi múc nước. Đi múc nước đi Y Nhi ơi. Làm thế đi. Chưa có nước mà. Chưa có nước mà. Cả nhà ơi, được mọi người thấy chưa? Được. Đẹp quá. Mọi người ơi, nhìn này bên hết rồi. Mọi người ơi. Đi múc nước. Dạ, làm thứ nha. Thứ thứ đi. Thứ đi. Đây mọi người. Anh này đang cắt co mọi người nha, cho con bò ăn nha mọi người. Đây. Đau không? Đau. Đau đau chứ thôi. Chưa qua mọi người. Còn cua ra thôi. Chưa qua. Còn cua nào. Chưa qua mọi người đây. Bơ bẩn hết rồi. Chưa qua. Đây cả nhà ơi. Chưa qua rất là thương cả nhà. Làm đi. Làm đi Y Nhi ơi. Y Nhi ơi. 1 2 3 bắt đầu. Bắt đầu. Đây mò vì vậy, trời ơi, đây là giường lóc của mình, ông làm như đây, đây, đây lượng cái kê nha các bạn nha, tao nút cái kê rồi, cả nhà ơi, cái kê đây, đây, anh như thịt, ôi. Co lên. Để đây mình xịn lắm nhỉ. Vui quá các bạn ơi. Vui quá hả? Ừ. Vui chứ. Đây. Mọi người ơi. Ui kê ơi. Co lên. Mọi người nhìn thấy kê đẹp chưa mọi người ơi. Kê đẹp quá. Qua đây. Qua đây đi. Qua lên thang. Trời đẹp quá. Đẹp trai quá anh ơi. Qua lên đúng. Đẹp quá. Y Nhi ơi. Đừng mãi bắn hết rồi mọi người ơi. Anh đẻ to lắm, mập lắm mọi người ạ. Anh đẻ mập lắm. Ôi. Ôi. Mày đẹp. Ôi. Có mệt không? Mệt chứ. Mệt à? Mệt nhưng mà hơi vui.
vui lắm, trò chơi chị Quỳnh mệt quá nhưng mà vui lắm mọi người. Trời ơi, đây anh ấy thích mình là làm thế này mới nhỏ thì chưa làm lần nào đó. Mình làm hôm nay vui rồi. Thì kê đây mọi người, về anh ta đây thằng này nó có tấm áp đây. Ok đây. Ô, cả nhà ơi, ô, đây nhìn anh em mình tắm nước rồi. Alo chào anh em nha. Gặp đâu đây cả. Quỳnh ơi, đẹp trai không? Đây, mọi người, anh em mình đang tắm nước. Alo chào anh em, chào tất cả anh em, tắm nước khô. Sướng. Lên đi. Ô, đây, anh em mình đây mọi người. Nhìn rất là đẹp trai, đây, Ipad đây mọi người. Alo chào anh em. Đây thì ok đây. Lại một nha. Lại một đây. Đây, mình lên đây mọi người. Đây, tắm nước. Tắm. Đang tắm và... Đẹp trai quá, chị Nhàng ơi. Nhàng cái gì nữa? Hello. Bây giờ anh em mình sẽ dựng lại clip tới đây nha mọi người. Đây anh em mình. Đây anh em mình đây mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ dựng lại clip tới đây mọi người. Xem ai thì cho một like để đăng ký kênh nha. Để làm video 22 nha.